Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt. Bất Động Sản Nhà Tốt là kênh chuyên giới thiệu tới mọi người về những đất thổ cư cũng như nhà ở liền kề có cái diện tích từ 30m² trở lên và có cái giá bán là chỉ từ 900 triệu đồng. Tất cả các dự án bên em đều có sổ đỏ chính chủ. Và em xin chân thành cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi cũng như quan tâm ủng hộ của kênh của em trong suốt thời gian vừa qua. Hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người một cái dự án mới của bên em. Thì hiện tại em đang đứng trước vị trí của ngôi nhà này đây ạ. Đây ạ, vị trí của ngôi nhà này là thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Có cái diện tích là 30m² và có cái giá chào bán là 1 tỷ 350 triệu đồng. Và có hướng nhà là hướng Đông Bắc. Xin mời quý vị theo em, đây là phía cửa chính của ngôi nhà. Của chính cửa của ngôi nhà là làm được hai lớp. Lớp ngoài là làm sắt hộp sơn tĩnh điện và lớp bên trong là làm lớp cửa kính. Đó, rất là chắc chắn. Hiện tại em đứng vào phía phòng khách của ngôi nhà. Mọi người có thể quan sát là toàn bộ hệ thống đèn điện cũng như là trần thạch cao, gạch ốp vệ sinh, mọi thứ thiết bị vệ sinh là bên em đã lắp đặt hoàn toàn. Xong xuôi hết rồi, mọi người chỉ việc dọn đồ về ở thôi ạ. Đây là em tiến tới là phòng bếp của ngôi nhà. Cái gian bếp của ngôi nhà thì là được lắp sẵn sàng hết cái tủ bếp. Tủ bếp là được làm bằng gỗ linam phi cũng như là ở đây là có hệ thống chậu rửa, vòi rửa rồi. Bên phía bên tay trái của em đây ạ là nhà vệ sinh. Tầng 1 có một nhà vệ sinh. Và đồng thời nhà vệ sinh này ở bên phía bên trong là có máy bơm nước tổng cho cái nước của ngôi nhà này bơm từ tầng 1 lên tầng 4 ấy ạ. Đấy, bây giờ tiếp theo em mời mọi người lên trên tầng 2 của ngôi nhà. Thì tầng 2 của ngôi nhà được thiết kế là một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Ở cửa có thang lên, ở đây là có cửa lấy ánh sáng vào trong, có thang rất là thoáng. Đây là phía phòng ngủ của ngôi nhà. Mọi người có thể nhìn thấy phòng ngủ của ngôi nhà đây ạ, rất là rộng. Bởi vì là căn nhà này là diện tích 30m² nên là mỗi tầng chỉ chia được một phòng ngủ thôi. Và ở đây là cửa đây là có thể ra ban công được. Đây ạ, rất là thoải mái. Đặc biệt cái căn phòng này là có nhà vệ sinh khép kín ở trong cái căn phòng này. Đây, mọi người có thể nhìn thấy luôn. Toàn bộ hệ thống thiết bị vệ sinh, sen vòi, vòi chậu cũng như là lavabo đã được lắp đặt đầy đủ để mọi người có thể đến và sinh hoạt được ngay. Hệ thống điện nước cũng thế ạ. Công tơ điện nước là đã lắp đặt đầy đủ hết rồi. Nước cũng có sẵn rồi, nước là nước sạch quận Hà Đông. Mọi người chỉ việc dọn đồ về ở thôi. Tiếp theo mời mọi người lên tầng 3 của ngôi nhà. Tầng 3 của ngôi nhà được thiết kế là cũng một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Thì ở trên tầng 3 của ngôi nhà này có thiết kế hơi khác đi một chút. Có nghĩa là ở đây không làm nhà vệ sinh bên trong nữa mà là làm nhà vệ sinh ở bên cạnh, bên hông của ngôi nhà luôn. Đây ạ, đây là phòng tầng 3. Ở đây cũng không làm thêm ban công giống ở dưới tầng 2 mà là làm cửa lấy ánh sáng vào, cả cửa sổ lấy ánh sáng vào thôi. Đấy, ở đây là bọn em lắp đặt sẵn áp điều hòa cũng như là dây chờ để lắp qua điều hòa đấy. Tiếp theo mời mọi người lên tầng 4 của ngôi nhà. Tầng 4 của ngôi nhà cũng được thiết kế là một phòng ngủ và một sân phơi. Nếu như mà nhà mình ít người thì có thể để tầng 4 làm phòng thờ được. Đây là tầng 4 của ngôi nhà đây ạ. Hiện tại em không bật điện nhưng mà đã đủ ánh sáng để cho mình ở nhà không vào đây, rất là thoáng luôn. Rất là rộng. Mời người ra phía sân phơi của ngôi nhà. Đây chính là sân phơi của ngôi nhà. Lắp đặt sẵn vòi lắp vào máy giặt cũng như là cái đường nước xuống rất là đầy đủ. Em xin nhắc lại với mọi người